Quý khán thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây là những tin liên quan đến Denver. Học khu công lập Denver công bố danh sách 10 trường học sẽ đóng cửa. Học khu công lập Denver vừa công bố danh sách 10 trường tiểu học và trung học cơ sở được đề nghị sẽ phải đóng cửa vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 vừa qua. Trước đó, họ từng thông báo sẽ đóng cửa một số trường tiểu học và trung học cơ sở để bù đắp ngân sách thiếu hụt do số lượng học sinh ghi danh giảm sút. Hội đồng nhà trường đã chấp thuận tiêu chuẩn để đóng cửa các trường có chưa đến 215 học sinh, cũng như các trường có ít hơn 275 học sinh. Họ cũng dự kiến số học sinh của các trường nói trên sẽ còn suy giảm nhiều. Danh sách 10 trường đóng cửa trong niên khóa 2023 đến 2024 đã được phát hành. 7 thành viên của học khu công lập Denver sẽ trình bày trước Hội đồng Giáo dục vào ngày 3 tháng 11. Họ sẽ bỏ phiếu phê duyệt vào ngày 11 tháng 10. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11. Và việc đóng cửa các trường học ảnh hưởng đến hơn 1.700 học sinh. Dữ liệu sĩ số học sinh niên khóa 2021 đến 2022 của Bộ Giáo dục Colorado cho thấy là các trường có tên trong danh sách đóng cửa phần lớn có học sinh là người Mỹ gốc châu Phi, gốc Tây Ban Nha và Latin. Ông Robert Gould, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Denver, nhận xét rằng dường như xu hướng hiện nay cho thấy những thay đổi trong ngành giáo dục thường có ảnh hưởng đến các học sinh da màu và học sinh thuộc các cộng đồng thiểu số tại Denver và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Hai người thiệt mạng trong vụ nổ súng liên quan đến 6 cảnh sát quận Douglas. Bản tin trên trang Twitter của nhà cảnh sát quận Douglas cho biết, khoảng 2 giờ 38 phút ngày thứ Tư 26 tháng 10, trong lúc nhân viên cảnh sát tuần tra tại bãi đậu xe Lincoln trong khu giao thông vận tải khu vực ở chung cư số 10203 đường Station thuộc khu đô thị Laundry, họ nhìn thấy một chiếc xe hiệu Kia màu đen không có biển số, cửa mở tung. Khi họ đến gần, những nghi can trong xe đã nổ súng. 6 cảnh sát đã bắn trả khiến cho 2 nghi can thiệt mạng và một cảnh sát bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Chiếc xe Kia được xác nhận là xe ăn cắp. Chính quyền yêu cầu công chúng tránh khu vực này trong khi nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Bãi đậu xe và đoạn đường dốc tại hiện trường cũng bị phong tỏa. Cảnh sát không tiết lộ danh tính những nghi can có liên quan đến vụ nổ súng nói trên. Và những chi tiết khác cũng chưa được công bố trong thời gian chờ kết quả điều tra. Tin tiếp theo, quận Clear Creek sẽ chỉ làm việc 4 ngày một tuần. Bắt đầu từ năm 2023, quận Clear Creek sẽ chuyển các dịch vụ không khẩn cấp của chính quyền sang lịch trình làm việc 4 ngày một tuần. Họ vừa thông qua thử nghiệm lịch trình này trong cuộc hội đồng quản trị vào ngày 18 tháng 10. Bà Megan Hiller, phát ngôn viên của quận, hy vọng rằng song song với việc gia tăng tiền lương, lịch trình làm việc mới sẽ thu hút thêm nhiều người muốn đi làm tại công sở. Hiện nay thì tại tiểu bang Colorado nói chung và tại các quận nói riêng, muốn giữ một nhân viên làm việc lâu dài là vấn đề khó khăn. Quận có gần 200 nhân viên vừa tuyển dụng thêm 40 người. Trong khi đó, quản trị viên Brian Bosra cho biết họ không chiết khấu hay là rút bớt bất cứ ngân sách nào khi kiến nghị chương trình làm việc 4 ngày một tuần. Và quận Clear Creek hy vọng thời gian làm việc được rút ngắn trở thành sự cạnh tranh giúp thu hút nhiều người trở lại các văn phòng làm việc, đồng thời cũng sẽ giúp gia tăng năng suất và tinh thần tích cực của các nhân viên. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023, tất cả các cơ quan của quận sẽ mở cửa thêm 1 giờ, từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Năm. Họ sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu. Tiếp theo, tin về vi phạm lệnh cấm tham gia ngành vận tải thực phẩm bị 18 tháng tù. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Phil Weiser tại Colorado thông báo, một thẩm phán thuộc tòa án quận Denver vừa đã kết án Larry Perez 18 tháng tù tại nhà cải huấn quận Denver vì vi phạm sắc lệnh ban hành năm 2019, cấm anh ta không được tham gia vào ngành vận tải thực phẩm. Thẩm phán cũng yêu cầu ông Manuel Perez
cha của Larry, và thương nghiệp Denver Restaurant Equipment của ông phải đóng tiền phạt là 75.000 Mỹ Kim vì ông giúp con trai vi phạm sắc lệnh của tòa án. Larry bị cấm hoạt động trong ngành vận tải thực phẩm vì từng bị cáo buộc tội danh lừa gạt người tiêu dùng. Năm 2018, tiểu bang Colorado khởi kiện Larry Perez và thương nghiệp Denver Custom Food Truck của anh vì đã lấy hàng trăm ngàn Mỹ Kim của khách hàng mua xe vận tải thực phẩm và các dịch vụ liên quan nhưng không giao hàng cho họ đúng như lời cam kết. Năm 2019, tòa án phán quyết Larry Perez bị cấm vĩnh viễn, không bao giờ được tham gia vào ngành công nghiệp xe vận tải thực phẩm, đồng thời ra lệnh cho anh ta phải trả 3 triệu Mỹ Kim. Tòa án cũng cấm bất kỳ ai giúp Larry Perez tiếp tục làm việc trong ngành này. Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng chứng minh Larry tiếp tục lừa hàng chục ngàn Mỹ Kim của người tiêu dùng. Chưa đầy 2 tuần sau khi sắc lệnh cấm của tòa án được ban ra, Larry đã thành lập một công ty mới liên quan đến các thiết bị của nhà hàng, bán và chế tạo cũng như sửa chữa xe vận tải thực phẩm tại thành phố Commerce và thành phố Westminster, Colorado. Và nhóm 365 Health tổ chức hội chợ y tế cộng đồng tại Commerce City. Tổ chức phi lợi nhuận 365 Health nổi tiếng vì thực hiện Night Health Fair hơn 40 năm qua sẽ khai mạc hội chợ cộng đồng từ 7 giờ sáng đến trưa ngày 5 tháng 11 tại trường trung học Adam City, số 7200 đường Quebec Parkway thuộc thành phố Commerce. Hội chợ cộng đồng là một trong số nhiều hội chợ do tổ chức 365 Health thực hiện trên toàn tiểu bang Colorado. Và trong hội chợ y tế thì có nhiều loại xét nghiệm với giá tiền thích hợp để giúp dân chúng xét nghiệm sức khỏe tổng quát cũng như theo dõi nguy cơ nhiễm bệnh mãn tính. Xét nghiệm máu chỉ phải trả 45 Mỹ Kim. Những hội chợ chọn lọc cũng sẽ bao gồm việc tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh cúm và vaccine COVID-19. Hội chợ tại thành phố Commerce cũng có các loại vaccine nói trên. Mọi cư dân Colorado đều được tham gia không cần bảo hiểm sức khỏe, cũng không cần ghi danh trước. Nhưng ban tổ chức khuyến nghị dân chúng nên gọi điện thoại nếu họ muốn có những giờ hẹn thích hợp. Đài truyền hình Nine News vẫn là nhà tài trợ truyền thông cho tổ chức phi lợi nhuận này. 365 Health đang giới thiệu chương trình Health in Hand, một nguồn lực dành cho các cá nhân, thương nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tự trả lệ phí. Health in Hand cung cấp quyền truy cập không giới hạn về thông tin và lời khuyên từ xa bằng văn bản không khẩn cấp của các bác sĩ tổng quát cũng như các bác sĩ tâm lý. Người tham gia sẽ được xét nghiệm máu hàng năm cũng như được hỗ trợ giáo dục sức khỏe quanh năm. Muốn biết thêm chi tiết liên quan đến hội chợ, hãy vào trang web nighthealth365.org.